Mình là Trang, đến từ nhà của Trang. Hiện tại mình đang là một người viết bài hát. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Chuyển động 24 giờ. Tự nhận mình đơn thuần là một người viết nhạc. Tuy nhiên, các đêm nhạc của Trang lại có sức hút kỳ lạ với khán giả. Tự sáng tác và thể hiện, Trang luôn mang đến không khí mộc mạc và gần gũi cho những đêm diễn của mình. Việc mà Trang thực hiện các chương trình như vậy chủ yếu là để giới thiệu những bài hát của mình đến với khán giả một cách trọn vẹn hơn. Đến từ chính mình là người tác giả. Hầu như là lâu lâu Trang mới hát trên sân khấu, bởi vì là để hát trên sân khấu thì Trang phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Biết đến Trang và Trang cá nhân mang tên Nhạc của Trang với những ca khúc do cô thể hiện, người ta còn biết đến Trang là người đứng sau những tác phẩm với hàng triệu lượt nghe của những nghệ sĩ nổi tiếng như bài hát của em Quý Yến Linh. Em cứ ngân nga một bài hát của người ta. Hôn Anh do Min thể hiện. Hôn anh, tôi muốn được hôn anh. Chắc Anh Đang của Tiên Tiên. Chắc Anh Đang hẹn hò chung đôi. Trang đam mê công việc viết hơn và viết cho những ca sĩ, viết cho những giọng hát. Lúc mà mình nghe những giọng hát khác nhau hát và nhạc của mình thấy nó thú vị lắm. Mình có cảm giác như là giống như mặc một cái áo mới lên ấy. Là một nghệ sĩ độc lập tại Hà Nội nhưng làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày tháng 5 sẽ là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ chính thức mang âm nhạc của mình đến với khán giả thủ đô. Trang nhận được rất là nhiều yêu cầu từ các bạn nghe nhạc ngoài Hà Nội rằng là Trang hãy làm một chương trình ở Hà Nội đi. Mình là một người Hà Nội nhưng mà xa nhà cũng khá là lâu rồi và rất là quen với những bức thư của bạn bè gửi lại. Đấy là lý do tại sao mà mình chọn cái tên Hà Nội ngày tháng 5. Với nhiều hoài bão và những giấc mơ còn đang ấp ủ, tự tin thể hiện mình, đó là điều không chỉ Trang mà cả những nghệ sĩ độc lập khác hướng tới, mà tới một màu sắc mới lạ trong âm nhạc đại chúng. Trang thích là mình sẽ định hướng trở thành một nghệ sĩ nhiều hơn, có những quan điểm nghệ thuật, có những ý tưởng nghệ thuật và có thể làm nó với nhiều hình thức khác nhau. Ngoài viết ra còn có hát, còn có phối khí, còn có đạo diễn hình ảnh. Với thời điểm này thì Trang nghĩ là thích cái gì thì làm cái đó. Mình không cần phải xác định là mình sẽ chỉ trở thành nhạc sĩ không hay mình chỉ trở thành ca sĩ không.